À, xin kính chào các anh chị. Thì trên tay mình đó là cái sản phẩm bu lông lục giác chìm. Thì sản phẩm này cái hệ tay được gia công theo cầu của các anh chị nhà máy gỗ. Đó là hệ tay M10 như thế này. Và độ dày của tay là tương đương với 6 mm. Và cái đầu này, đầu khóa này rất là đẹp, đảm bảo trong quá trình chúng ta lắp đặt thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là kiểu dáng, chất lượng xi mạ cũng như là kích thước rất là chuẩn, và đảm bảo chúng ta lắp đặt trên các chi tiết đồ gỗ chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đặc biệt là dành cho cái thị trường xuất khẩu của chúng ta. Thì đây là hệ bu lông M6, ở trên này thì có cái vị trí trơn là tương đương với M là cũng là 6. Thì thông tin cụ thể mình cũng như là yêu cầu gia công theo cầu các anh chị thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với VinaHV hoặc là các đại lý phân phối để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Các kích thước cũng như là màu sắc khác nhau. À, tổng chiều dài 46. Đây là khoảng 340 thế này. Thì ngoài kích thước này còn rất là nhiều kích thước khác, có thể gia công theo cầu các anh chị.